Mến chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến trường trung học cơ sở Chu Văn An quận 11 bộ môn ngữ văn chính. Các em thân mến. Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức từ những bài học ở các thầy cô thì chúng ta còn có một nguồn để tiếp thu kiến thức nữa đó chính là từ những quyển sách. Sách vừa là người thầy cũng là người bạn đối với mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày chính vì vậy xung quanh của chúng ta có rất nhiều những quyển sách hay sách lạ bồi bổ thêm cho chúng ta những cái kiến thức những tinh hoa của cuộc sống sách là người bạn vô giá đối với mọi người chúng ta và hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một quyển sách có lẽ nó bổ trợ cho các em rất nhiều kiến thức và cũng chính từ quyển sách này chúng ta phần nào biết được hiểu rõ được cái vùng đất cái nơi mình ở lịch sử hình thành như thế nào đó chính là quyển sách lịch sử khẩn hoang miền nam của nhà văn Sơn Nam. Đầu tiên là chúng ta đi vào tìm hiểu đôi nét về tác giả và tác phẩm. Về tác giả nhà văn Sơn Nam. Sơn Nam sinh ngày 11 tháng 12 năm 1926. Ông mất ngày 13 tháng 8 năm 2008. Quê ở Sạch Giá nói đến sơn nam là người ta nói đến một nhà văn có tâm biết về vùng đất nam bộ ông đồng thời là nhà báo nhà nghiên cứu văn hóa nam bộ nổi tiếng sơn nam sáng tác với nhiều thể loại truyện ngắn tiểu thuyết bút ký tùy bút biên khảo hồi ký, vân vân. À, tác phẩm tiêu biểu của Sơn Nam thì ông có rất nhiều những cái tác phẩm rất có giá trị. Chủ yếu là những cái tác phẩm nghiên cứu về vùng đất Sài Gòn Gia Định, vùng đất Nam Bộ nói chung. À, cụ thể là tác phẩm Sài Gòn xưa

À, Hương rừng Cà Mau Xuất bản năm 1962 Vân vân và gồm nhiều tác phẩm Và đặc biệt là một cái tác phẩm mà có thể nói có giá trị rất là to lớn Đó chính là cái tác phẩm Lịch sử khẩn hoang miền Nam được nhà văn Sơn Nam viết vào năm 1973. Thầy xin tóm lược nội dung của quyển sách lịch sử Khẩn Hoang Nam Bộ. Quyển sách này gồm có tất cả là 5 chương. Chương 1 đó là khái quát về quá trình khai phá vùng đất Nam Bộ. À, chúng ta biết vùng đất nam bộ là cái vùng đất mà cực nam của tổ quốc chúng ta ngày nay ừ, xưa kia đây là cái vùng đầm lầy lao sậy rừng rú có rất nhiều thú hoang và chúng ta cũng từng nghe rất nhiều những cái câu chuyện kể về cái đời sống hoang dã nơi cái vùng đất nam bộ này dù Ca Dao hay truyền rằng đến đây xứ sở lạ lùng con chim kêu phải sợ con cá vùng phải kinh chèo ghe sợ xấu cắn chân xuống sông sợ đĩa lên rừng cọp âm à, Đó là cái phần thứ nhất mà tác giả đã khái quát cho chúng ta cái quá trình mà khai phá cái vùng đất Nam Bộ, À, chương 2 đó là công cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ thời các chú Nguyễn thì chúng ta biết là cái triều đại nhà Nguyễn trải dài từ thời chú Tiên Nguyễn Hoàng à, cho đến cuối cùng đó là vua Bảo Đại vào năm 1945 thì cái chương 2 này chủ yếu nói về cái công cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ thời các chúa Nguyễn, tức là có chín vị chúa. Từ Nguyễn Hoàng là vị chúa đầu tiên, cho đến vị chúa thứ 9 đó là chúa Định, Nguyễn Phúc Thuần. Thì chính vị chúa đã thay phiên nhau, à, lập ấp, lập làng, để tạo dựng nên cái cái vùng đất Nam Bộ trù phú kéo dài à, cho đến ngày nay Chương 3 là cái việc quá trình khẩn hoang vùng đất Nam Bộ của các vua Triều Nguyễn à, Vua Triều Nguyễn đó là 10, 13 vị vua Từ vua Gia Long, Nguyễn Ánh cho đến cuối cùng là vị vua bảo đại thì lúc bấy giờ cái vùng đất nam bộ của chúng ta về cơ bản đã hình thành rất là rõ nét cho đến tận bây giờ đó là đến mũi cà mau à, thì cái người dân ở nơi đây của vùng đất nam bộ à, dưới cái à, sự cai trị của triều đình nhà nguyễn làng ấp thôn xóm đã được ổn định rồi có những cái luật lệ dưới cái triều đình nhà Nguyễn thì nhìn chung đó là cái vùng đất Nam Bộ cái cuộc sống của người dân Nam Bộ đã hình thành khá rõ à, dưới 13 triều đại của nhà Nguyễn à, chương 4 đó là thời kỳ pháp thuộc và năm 1867 đến 1845 thời 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 kỳ này đó là thời kỳ mà thực dân pháp đô hộ à, đất nước ta và đặc biệt đó là cái vùng đất Sài Gòn gia định đó là được thực dân pháp đặt cái cái chính quyền đầu não ở tại đây tính quyền pháp thuộc đó thì thời kỳ này chúng ta cũng thấy qua cái ngôi bút của nhà văn sơn nam chúng ta cũng thấy được cái phần nào cái đời sống của người dân nam bộ dưới chế độ thực dân và phong kiến à, cái chương năm là văn hóa của cư dân vùng đất nam bộ chúng ta có thể nói là cái vùng đất nam bộ này là vùng đất hội tụ rất nhiều không những đó là những cái anh hùng hào kiệt mà còn là cái nơi gặp gỡ giao thương của nhiều cái nền văn hóa nhiều dân tộc và đặc biệt ở vùng đất nam bộ này ngoài người kinh chiếm đa số thì chúng ta còn thấy có một bộ phận dân tộc nữa đã góp phần làm nên cái sự trù phú cho vùng đất nam bộ đó chính là người hoa à, người Khmer, người chăm ừ. các em thân mến à, nếu chúng ta đi vào đọc cụ thể từng cái chương ở trong cái tác phẩm này và qua cái ngồi bút À, kết hợp vừa miêu tả vừa kể của nhà văn sơn nam chúng ta sẽ thấy được cái quá trình hình thành nên vùng đất nam bộ chúng ta cũng thấy được cái bước đi của lịch sử chúng ta cũng thấy được cái bóng dáng của cha ông ta mấy trăm năm về trước đã đổ mồ hôi công sức thậm chí là xương máu để dành từng chất tất đất để gây dựng nên à, cái đất nước cái cơ đồ của việt nam của chúng ta ngày hôm nay từ đó chúng ta càng trân quý hơn cái lịch sử của dân tộc càng quý mến hơn cái vùng đất mà mình được sinh ra và lại càng hiểu rõ hiểu tường tận hơn về nguồn gốc của vùng đất nam bộ thân yêu này À, chúc các em đọc cái tác phẩm này và chúng ta sẽ khám phá cái hay cái đẹp của nó à, để cho chúng ta có được cái niềm tự hào đối với đất nước đối với lịch sử dân tộc đặc biệt là cái tình yêu thương đối với cái mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn của mình đó chính là vùng đất nam bộ yêu quý